Anh nói là gió gõ đầu. Cái đó là cái gì đó con? Nhưng mà cái đó là cái gì? Nói cái gì đó. Fairy thì là cái gì? Cái gì hả? Để mẹ xem thử cái này nè. Cái này có gì đây đi thấy không? Có cái lưỡi á. Đó là cái gì? Là cái gì đây? Lưỡi. Mà cái gì đây? Lưỡi là ở trong cái gì? Cái miệng đúng không? Thế cái miệng của bác lắp ở đâu? Đây. Không phải. Không phải hả? À gì? Ở đâu bận đây? À lỗ tai của bạn à. Đúng rồi, giỏi quá. Nhồi nhồi mũ không bạn ơi? Ừ, đi đổi mũ cho bạn đi. Mẹ giúp thì. Rồi. Chị thích lắp cái miệng đó là cái miệng khác. Chị có thích lắp câu cho bạn không? Này, chị lắp câu đây. Cái này đỏ rồi đó. Râu với lại miệng của bạn đó con. Mẹ giữ cho. Lắp như thế này nè. Nào đi lắp vô đi. Lắp vô đi. Qua đâu? Bạn là ba. Hả? Bạn là ba. Bạn là ba, vì sao bạn là ba? Vì bạn có gì? Sợi dâu. À, bạn có sợi dâu cho nên bạn là ba đúng không? Rồi bạn còn gì nữa? Chưa có nữa. Bạn chưa có cái gì nữa. Thế đi càng cầm cái gì đó. Thì đang cầm cái gì đó? Do cáo vợ. Cái này nè. Bao dòng vợ ba đâu? Vì do vợ dòng ba. À vì bạn vì bạn có sợi râu cho nên bạn làm ba đúng không? Thế bây giờ còn cái gì nữa đây? Bạn nhớ không? Hả? Bạn nhớ. Bạn khoai tây. Khoai tây là gì hả? Bạn gì hả? Bạn gì? Nói bạn là bạn gì? Bạn nhớ. Đây không trời ơi gỡ bận rồi. Đúng rồi ba. Ừ đúng rồi. Đúng rồi ba. Lại là ba vì bạn có sợi râu đúng không? Thế đi lắp cái gì cho bạn nữa nè. Lắp tay cho bận. Ôi trời ơi lắp tay cho bạn à. Mẹ giữ cho. Lắp kỹ hơn tí nữa con là được mà. Đi mẹ. Rồi được chưa? Lắp mạnh hơn tí nữa. Lại giới thiệu. Rồi, bên kia nữa. Bên kia nữa, ở đâu? Yeah, xịn quá. Như vậy là bạn có hai cái tay rồi. Đây. Rồi, bây giờ đi bye bye ông bà nội, ông bà ngoại với chú Ái với cô Thư với chị Bi nào. Bye bye đi. Bao vâng mà nào ai chú Ái với cô Thư với chị Bi. Ok. Bye bye.